Thưa quý vị, tiếp tục thực hiện kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới, đoàn liên ngành của tỉnh Đồng Tháp cùng đại diện các đơn vị thuộc Bộ Giao thông Vận tải đã triển khai đợt 2 của kế hoạch. Đáng chú ý, trong đợt này, ngành chức năng sẽ tập trung kiểm tra vị trí neo đậu của phương tiện, khu vực lên xuống hàng hóa trên sông Tiền và các tuyến đường thủy dùng đầu nguồn, ghi nhận sau đây của phóng viên chương trình. Sông Tiền, thủy phận xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự. Kiểm tra hoạt động một điểm lên xuống hàng hóa tại khu vực này, đoàn liên ngành ghi nhận có 14 phương tiện đang san mạn vật liệu xây dựng. Qua làm việc với ngành chức năng, đại diện doanh nghiệp cho biết do mới về đây đầu tư bến và gặp một số khó khăn về thủ tục theo quy định, nên đến nay vị trí neo đậu và lên xuống hàng hóa này chưa được cơ quan có thẩm quyền công bố là bến thủy nội địa. Vị trí neo đậu thì cũng đang xin sau này xin cái chủ trương để cho cái bến neo đậu để cho nó an toàn giao thông chút. Trước mắt thì để có nhà mấy anh chỉ dẫn luồng cho mình neo đậu nó thoáng đây, cho thoáng cho được cái luồng cho giao thông ta thuận tiện đi. Đoàn liên ngành đã lập biên bản làm việc yêu cầu doanh nghiệp tạm dừng hoạt động tiếp nhận phương tiện lên xuống hàng hóa tại vị trí và khu neo đậu chưa được công bố, đồng thời đề nghị phía công ty xúc tiến hoàn thiện các thủ tục liên quan để được cấp phép công bố bến thủy theo quy định. Không ít bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh chưa được công bố hoặc giấy phép đã hết hạn, được ngành chức năng ghi nhận qua hay đợt kiểm tra. Trong đó, một số trường hợp bị vướng về thủ tục do đất đang sử dụng làm bến thủy, trước đây không mang mục đích kinh doanh. Vì thế, đoàn liên ngành cũng đã đề nghị các địa phương xin chủ trương để xem xét cho các bến này được gia hạn trong thời gian chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đồng thời hướng dẫn cho các chủ bến nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục để được công bố hoạt động theo quy định. Thời gian sắp tới thì đoàn cũng bám vào cái nội dung kiểm tra mà cái kế hoạch liên ngành đợt 2 đã đưa ra, thì tập trung kiểm tra cũng vào các cái bến khách ngang sông, rồi các cái phương tiện neo đậu mà chiếm luồng, rồi các cái công trình thi công mà trên tuyến cũng neo đậu phương tiện chiếm luồng, thì cái này đoàn sẽ tập trung kiểm tra và lập biên bản làm việc đối với các cái trường hợp này, và nếu phát hiện vi phạm thì đoàn cũng sẽ cương quyết là lập biên bản vi phạm hành chính xử lý đối với trường hợp này. Đồng Tháp có trên 200 tuyến đường thủy, cùng với đó là khoảng 700 bến thủy nội địa, gồm có phép, hết hạn và không phép. Vì thế, để đảm bảo an toàn giao thông trong tình hình mới, các bến thủy khi hoạt động cần phải có đủ các điều kiện theo quy định.